Rồi cảm biến nó vào ha. Thì chúng ta sẽ có cảm biến. Cảm biến digital. Cảm biến digital. Đây là loại cảm biến á mà nó sẽ trả về cái giá trị là 0 và 1, nghĩa là dương 24V và 0V. Ha, như vậy thì chúng ta sẽ có hai loại. Ta sẽ có loại cảm biến loại N P N và loại P N P. Ha, chúng ta sẽ có hai loại NPN và PNP. Rồi, như vậy thì hai loại này á là nó sẽ là nó có cái ý nghĩa gì và nó sẽ hoạt động như thế nào ha. Thì đầu tiên tôi sẽ nói về loại cảm biến là PNP trước. PNP ha. Rồi, giả sử như ở đây á, như đây là cái đầu của con cảm biến ha. Đây là cái đầu dò của con cảm biến. Dẫn cảm biến ha, đầu dò. Nó phát hiện vật thể gì đó ha. Thì con cảm biến á các bạn, đa số con cảm biến khi mà người ta xây dựng như nó đó thì nó sẽ có ba chân. Nó sẽ có ba chân ha. Ba chân. Chân thứ nhất là cái nguồn. Cái nguồn cung cấp cho nó. Thì thông thường những cái dòng cảm biến cho PLC nó sẽ có cái nguồn là 24V DC. Các bạn lưu ý nha, các cái dòng PLC nó sẽ có cái nguồn cung cấp cho các cái cảm biến của nó là 24V. Lưu ý. Thì khi mà chúng ta cắt nguồn như vậy thì cảm biến nó hoạt động được. Hoạt động được. Thì trong đây á, người ta sẽ có một cái mạch điện ở bên trong ha. Bên trong. Thì đối với dòng cảm biến loại loại PNP. PNP. Thì đối với dòng cảm biến loại P này á, thì nếu như nó phát hiện có vật thể thì nó sẽ đưa tín hiệu như thế này ha. Nó sẽ lấy cái đầu dương, tín hiệu dương đầu vào, và nó sẽ có thông qua một cái tiếp điểm relay và nó sẽ đưa tín hiệu cái ngõ ra ha. Như vậy thì khi mà phát hiện á thì tiếp điểm này đóng lại thì sẽ đưa cái điện áp ngõ ra là dương 24V ha. Out cộng 24V. Các bạn lưu ý ha. Các bạn lưu ý. Thì khi mà con cảm biến này phát hiện có vật thể thì nó sẽ đưa tín hiệu ngõ ra là dương 24V. Thì chúng ta sẽ đưa tín hiệu này đi vào cái ngõ vào của con PLC để cho báo cho PLC biết rằng là cảm biến phát hiện có vật thể. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cảm biến loại NPN ha. Cảm biến loại NPN. Ta có cảm biến loại NPN ha. Thì cảm biến này nó cũng giống như là kia, nó cũng có cái nguồn đầu vào cung cấp cho cảm biến hoạt động là nguồn 24V DC. Này, tuy nhiên bên trong của con cảm biến này nó khác với con cảm biến kia là ở chỗ là gì? Khi mà phát hiện có vật thể thì sao các bạn ha? Thì nó sẽ lấy cái tín hiệu đầu vào là cái nguồn âm á, nó đóng lại và nó đưa ra cái nguồn 0V. 0V. Như vậy thì khi con cảm biến này á nó phát hiện có vật thể, thì nó sẽ đưa điện áp ngõ ra là 0V. 0V. Lưu ý ha. Như vậy thì chúng ta đã vừa khảo sát xong hai loại cảm biến về đọc tín hiệu digital. Như vậy có các cảm biến này thông thường người ta sẽ dùng như thế nào ha? Người ta sẽ dùng các loại cảm biến giống như là cảm biến phát hiện nắp chai, cảm biến hồng ngoại để phát hiện có sản phẩm đi qua để cho băng tải đếm, hoặc là gì, hoặc là các con cảm biến tiệm cận để giống như là tới thang máy, tới các cái tầng á, thì nó sẽ phát hiện và nó dừng lại. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập nhỏ về cách đấu dây cho cảm biến khi chúng ta sử dụng cảm biến cho nó vào PLC ha. Rồi, thì trong bài này tôi sẽ sử dụng một nút nhấn và một cảm biến ha. Sử dụng một cảm biến PNP
và một nút nhấn. Không, một nút nhấn. Rồi. Như vậy thì tôi vẫn sử dụng PLC loại DC DC DC. Không? Như vậy thì bây giờ tôi sẽ vẽ ra cái sơ đồ. Rồi, L N M 0.0 0.1. Rồi, bạn lưu ý ha. Như vậy ở đây tôi sẽ cấp nguồn của nó là cộng trừ 24V. Rồi, như vậy các bạn thấy nè, các bạn lưu ý nè. Khi mà chúng ta đấu dây đó và khi chúng ta mua cảm biến thì chúng ta phải hỏi rõ cái người bán là chúng ta mua cái loại đó và đưa chính xác cho chúng ta. Giả sử như cái hệ thống của các bạn đang tồn tại cái cách đấu dây là khi nhấn nút đưa vào mức cao, và khi các bạn mua một loại cảm biến là loại N, tức nghĩa là khi phát hiện vật thể nó đưa ra mức không, thì cái việc này á nó sẽ làm cho các bạn là rất là mất công để các bạn xử lý tín hiệu ở bên trong con PLC, hoặc là các bạn phải chuyển đổi, phải đảo cái cổng ngõ vào, nó rất là mất công ha. Nó mất công thôi chứ không phải là không đấu được. Tuy nhiên thì chúng ta mua về nó có sẵn thì chúng ta không cần phải đấu, mạch chúng ta chạy sẽ gọi là sẽ ổn định hơn ha. Thì các bạn thấy đối với dòng P thì chúng ta con cảm biến này chúng ta phải cấp nguồn của nó ha. Cấp nguồn của nó, ví dụ như chúng ta sẽ có một con cảm biến như thế này ha. Nó sẽ có một con cảm biến như thế này. Cảm biến, ví dụ như cảm biến ha. Rồi. Thì cảm biến này chúng ta cấp nguồn cộng trừ 24 của nó, và tín hiệu của nó khi nó phát hiện vật thể á thì nó sẽ đưa vào cái input mức cộng 24 đó. Như vậy thì bây giờ để cho con PLC nó hiểu được thì cái chân com này các bạn phải đấu với cái nguồn âm thì nó mới hiểu được. Như vậy tương tự á, các bạn muốn đấu cho cái nút nhấn á thì các bạn phải đấu cộng 24V, dương 24V ha, đi vào đây và thông qua cái tiếp điểm của nút nhấn thì lúc này mặt các bạn mới hiểu được ha. Như vậy thì chúng ta đã làm bài tập đấu dây cho cảm biến loại P và một cái nút nhấn ha, nút nhấn. Như vậy thì sau khi thực hiện xong cái bài tập này thì các bạn thay đổi cảm biến loại N và chúng ta sẽ đấu dây cho nó phù hợp với yêu cầu của bài tập bạn ha. Thì cái nội dung này trong ngày hôm nay thì đến đây đã kết thúc buổi học này rồi. Thì tôi sẽ hẹn các bạn vào tối mai, chắc có thể là trong khung giờ là 10 giờ tối, tôi sẽ tiếp tục cái nội dung là về các cái tập lệnh lập trình. Bạn lưu ý ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.